Trương ơi, ô quên không lấy cho em đôi dép nha. Chị Bảo ơi, chị chơi ở đâu mua trước đây? Chơi đi, vô đi, đi chơi biển sao? Chơi biển sao cùng là đi đi về á. Tung ta tung tăng nè. Đào đào chưa là coi lại nhảy nha, cứ nhảy vậy đó. Ấy ấy. Đi đi là nhảy. Bố đang cầm đó. Ai biết được? Trời, ai biết đi chơi mò thì rủ tập trung đi đi, ai biết mà. Thế ơi. Thôi đi bộ. Đi đâu mày? Mua vé mà đi. Hả? Đi đâu mày? Không mua vé à? Không mua vé hả? Đó. Đi chơi tòa gì mua vé cho nữa chứ. Đi chơi thì chỉ mua chứ, vô đây làm gì? Bán vé con mua vé chứ. Hả? À, đi lên xuống tóc. Trong đó có cái gì đâu. Bên đây này, đi qua. Đi 18 tầng địa ngục hả? Hướng đi biển vườn thú bên đây này. Còn bên đây là cái gì? Khu trò chơi. Làm gì vậy? Đi vô đây. Có chụp hình không? Có chụp hình không? Đưa điện thoại đây, ở trời đang đẹp, chụp đi tí là tả tơi chụp cái gì? Đưa đây chụp cái này. Đi bắt mấy ông nhà không đi với nó máu thì mới chứ. Đây. Rồi đứng đứng ở cổng này. Hãy subscribe cho
nhiên đó nha, không có ốp ép gì đâu. Vừa nhập vừa thôi. Anh Đức Anh đâu? Rồi. Chờ không? Đứng nói chụp nè. Được chưa? Có máy bà nào chạy đẹp không thì mang đây chụp cho, còn máy này là chụp bình thường đấy nha. À. Không. Hả? Không. Đưa áp đây, muốn chụp áp thì đưa áp đây. Đấy, cái này còn đẹp hơn đấy này. Được chưa? Có thích không? Cái chân của em nó sát cái màn hình này. Hả? Đó, vậy là. Ý là cái chân này sát cái chỗ đây luôn nè. Rồi rồi rồi. Là nhìn nó cao. Trời ơi, mình mới coi video bạn chỉ cho thầy. Tại vì bạn lại đừng có ngồi xuống, ngồi xuống hết cái bóng ngược người lên. Được chưa? Rồi. Rồi. Có anh chụp tí nữa bắn qua chứ. Tại chưa điều chỉnh ánh sáng ra ngoài là nắng nó hát vô mặt đấy nè. Mặt em đây thôi. Điều chỉnh ánh sáng đi. Máy này mà chụp đang còn tối nè, quay còn đang tối nè. Là do cái hướng này rồi. Tại vì hướng này đang mặt trời đang nữa. Hướng này tối nè. Hướng này sáng hơn nè. Đi vô chỗ hướng này sáng. Hướng này tối còn tối. Ôi mấy ông đi đâu của mình rồi ta. Ờ hôm nay đi xe đúng. Nè nè nè. Trời tự. Ờ cái này đẹp nè. Rồi tự sướng cho đẹp. Hướng này nó sáng, hướng về đây nó tối, nó nắng vãi vậy. Giờ tụi nó bỏ rơi rồi, ba chị em mình đi đâu rồi? 18 tầng địa ngục. Giặc chiếu phim Gòm. Chào công an nha. Chào chào chú Tình. Rồi. Lần trước vô rồi. Như đi bằng nước ấy. Đi bằng thống thiền. Ờ thống thiền nữa. Đây là mỏ rồi. Rồi. Tựa xương này đẹp hơn chứ đây. Chưa.
Mơ rồi, mơ rồi. Chào chị Nga nhá. Thật ra sao? Không, hôm nay thưa thưa người Nga ơi. Đi vậy cho thoải mái, đi mấy ngày lễ với chủ nhật nó đông lắm. Ủa mà anh em nhà vai đi mua hết rồi con. Bắt chụp em ơi.
gần lại. Cười nào, cười nào. Báo ơi, nhìn bác anh nè, Báo ơi. Nhìn nè. Rồi. Thanh niên thành đồ một thẹn đấy. Sắp lấy vợ tới nơi rồi. Em thả đấy. Thôi chụp cái bác này em ơi. Chụp giúp một, chụp giúp đây này. À. Này kia. Đạt cầm cho cái. Quay, tăng quay lên. Này cầm quá biết này. Nhìn như một cá sấu. Quay đi. Đi. Chán thật. Dạ, tôi cảm ơn bác nha. Bữa nào vô đây bác cháu ta đi chơi bác ơi. Rơi ra rồi hả? Mới bị tối qua lắm. Con uống sữa không? Đấy, Milo. Bóng mì bao giờ? Rồi, nhảy đi đi. Đi về ông Tịnh đi, đi lòng vòng rồi. Cô đàn hai cái áo thôi. Khu nhà bóng này. Chưa thế. Cái gì? Cái gì hả? À, chơi đi chơi đi. Thay mặt cô đi. Làm con đó đi. Đi. Con đi. Việc chi không đi. Đâu đi chơi đi. Cứ để góc lại đi. Đây này. Một xe đi hai người mà.
Rồi cậu Đạt với anh Tí Bảo một chia, với Đức Anh với lại Linh một chia. Đạt bé chưa? Đi chưa bùi à? Diếp, Diếp hôm nay quay không mang. Viện hả? Đạt bé. Linh với lại Đức Anh một chia. Đạt một chia. Đạt với lại Đạt với Tí Bảo. Đạt ôm Tí Bảo chưa? Cái con bé này vô thêm 3 đứa ngủ chiếc kìa. Đi, 3 đứa ngủ chiếc. Ngày nữa rồi. Ngồi đi. Nó có chiếc này nè. Đạt không? Đạt ra mua thêm cái ăn thành mình chật cho mình ăn cái ăn rồi. Đi đi. Một lát rồi. Đây thì Thanh mua là bé ở đâu? Cái gì ơi? Bé ở đâu? Một vé xe điện nhỉ? Cho trà dưới nước nhá. Tàu điện là tàu điện. Cô tàu điện là tàu điện.